Hello mấy anh chị nha. Mấy chị ơi vào với em đi. Hôm nay em lên sale tiếp. Em lên sale tiếp. Một ngày em lên 5 6 like luôn nha. Nè Quỳnh để bển đi thôi. Đúng rồi, chụp hay quá. Alo mấy chị ơi, vào like với em đi mấy chị ơi. Alo. Alo, alo. Hello mấy chị, vào chơi với em nha mấy chị ơi. Em lên like. Em hôm nay sale tiếp cho mấy chị nha. Sale tiếp cho mấy chị đây. Vào like với em đi mấy chị ơi. Mấy chị đẹp ơi, vô like với em đi mấy chị. Hôm nay em sẽ sale hàng tiếp cho mấy chị nè. Có hàng xưởng, có hàng sale luôn. Ưng mẫu nào chốt mẫu đó cho em nha. Ưng mẫu nào chốt mẫu đó lên cho em mấy chị ơi. Đây, em lên cho mấy chị cái đầm em nè. Cái sếp đang mặc hôm nay không có sale nha. Sếp đang mặc là hàng chính quy, không có sale. Giá sếp đang mặc là 250.000 mà có size cho mấy chị từ 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg mấy chị cứ comment lên cho em nha. Mặc dễ thương vô cùng, mặc rất là xinh luôn nha. Sếp nhung đỏ, sếp nhung đỏ kèm cho mấy chị quần đùi nhung đen, kèm cho mấy chị quần đùi nhung đen, giá 250.000. Mấy chị ơi, mấy chị mới vào, mấy chị có thể cho em một dấu chấm được không? Comment cho em xin một comment dấu chấm, một comment dấu chấm, một lượt chia sẻ hoặc là một lần tag tên bạn bè vào nghe được không mấy chị? Tag tên bạn bè mình vào cùng số ký mình mua đồ chị nha. Giá sale hàng đẹp. Đó. Đây, em lên tiếp đầu like cái áo cho mấy chị đi. Em đầu like cái áo, hello hello chị Hồng Yến Ngô Thị nha. Đầu like em lên cho mấy chị cái áo sale này 100.000 có được không? Em lên sale cho mấy chị cái áo đầu like 100.000 nè. Hàng này là hàng xưởng nha mấy chị, 60 đến 100 kg mà hiện tại em chỉ còn một đen từ 60 đến 73 kg thôi. 60 đến 73 kg chốt cho em cái áo đen ngọc trai. Áo đen ngọc trai hôm nay sale cho mấy chị 100.000. Đó, áo này 150 nha, sale hôm nay 100.000. Sale hôm nay 100.000 cho áo đen ngọc trai 60 đến 73 kg vừa. 60 đến 73 kg vừa cho em. Ngọc trai này là ngọc trai kết tay, không phải dán nên rất chắc chắn và đẹp nha mấy chị. Áo đen ngọc trai 100, chị nào ưng chốt 60 đến 73 kg. 60 đến 73 kg nha mấy chị. Chốt liền mấy chị ơi. Hàng sale số lượng ít nên tranh thủ chốt. Hàng sale số lượng ít nên mấy chị tranh thủ chốt cho em. Áo đen ngọc trai 100.000, 60 đến 73 kg. Em có hai màu cho mấy chị, màu xanh. Đây là màu xanh lá nè. Đây là màu xanh lá nha mấy chị nè. Đó, em có đen và xanh lá. Ưng đen chốt đen, ưng xanh lá chốt xanh lá lên cho em. Xanh lá và đen 100.000. 100.000 cho áo thun nha mấy chị. Cái này là áo thun co giãn mặt lên rất là đã. Áo thun co giãn mặt lên cực kỳ sướng luôn nha mấy chị. Giá có 100.000. 100.000 mấy chị không lấy áo này là tiếc nha. Áo này mấy chị mặc với quần dài trắng rất xinh. Mặc với quần dài, quần jean trắng là hơi bị sang. Tin em đi, mua cái này về mặc rất là sang. Sale cho mình 100.000. 60 đến 80 kg em còn size. 60 đến 80 kg em còn size cho mấy chị. Đầu like em sale cho mấy chị áo này 100.000. Đầu like em sale cho mấy chị cái áo này 100.000, tranh thủ chốt nha. Tranh thủ chốt cho em là xanh ngọc trai. Đó, ưng mẫu nào chốt mẫu đó cho em nha. Đầu like sale liền. Alo alo mấy chế ơi. Rồi, em còn hai cái áo này nè. Em còn hai cái áo trắng size L 60 đến 73 kg chốt đi mấy chị. Bán cho mấy chị hai áo 100. Bán cho mấy chị hai áo 100. Áo thun nè mấy chị. Hai áo 100 nha mấy chị ơi. Chốt liền tay cho em 50.000 một cái. 50.000 một cái, hai cái là 100.000. Áo thun co giãn giá có 50.000. Sale 50.000 thôi mấy chị, không lấy là tiếc lắm luôn. Áo sale có 50.000 rồi mấy chị. Chốt đi mấy chị ơi. Áo sale 50.000 nha mấy chị, nhìn xem cái form áo nè. Xinh chưa? Cực kỳ đẹp luôn nha. Tranh thủ chốt nha mấy chị ơi. Sắp nghỉ Tết rồi nha mấy chị ơi, tranh thủ chốt để kịp kịp nhận đồ trước Tết nha. Đây, áo size từ 60 đến 75 kg, 73 kg vừa cho em. Áo này có 50.000 nha. Áo trắng 50.000, áo trắng sale 50.000, chị nào ưng chốt cho em áo trắng. Em chỉ còn hai size, hai cái L thôi nha. Từ 60 đến 73 kg. Đó, hai cái 100. Một cái 50. Rồi. Mấy chị ơi, comment cho em xin một dấu chấm được không mấy chị?
24 chị, 23 chị ở đây. Cho em xin một dấu chấm của mấy chị được không? Cho em xin một dấu chấm, comment dấu chấm của mấy chị được không mấy chị, để em có động lực lên hàng sale. Hôm nay hàng sale nó nhiều nha, hàng sale nó nhiều nên tranh thủ chốt nha. Alo. Alo, chấm chấm lên cho em được không mấy chị? Chấm chấm một cái comment dấu chấm hoặc trái tim của mấy chị lên được không? Alo, coi đầm trắng. À, lên áo đi em. Dạ ok chị. Ủa gì? À cái cũ, cái cũ. Cái cũ mới chơi, đợi em một xíu, đợi em một xíu. Alo, chấm chấm lên. Hello chị Thể Thao anh đi, hello chị Liên Kim, hello chị Thương Ngọc nha. Cảm ơn mấy chị chấm chấm cho em. Mấy chị chơi mua đi, sắp nghỉ Tết tới nơi rồi. Mấy chị cần gì báo em lên, comment lên cho em đi. Ví dụ em còn hàng hoặc còn mẫu đó em lên cho mấy chị được chưa? Rồi, ok, bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Em lên tiếp cái này là cái gì ta? Tommy. Nè, em lên tiếp cho mấy chị cái set này. Em nghĩ mấy chị nên mua set này cho em giá 100.000. Hello cô Ngọc. Hello, hello Ngọc, chị Ngọc Thường nha. Sale 100.000 cho mấy chị cái set này. Mấy chị nhận set bell nè. Mặt cưng chưa? Nhìn nó cưng chưa? Set bell thun co giãn sale 100.000, quần đùi và kèm cho mấy chị là cái áo yếm hoa hồng. Quần đùi và kèm cho mấy chị là cái áo yếm hoa hồng, mấy chị nhìn nè. Cái áo yếm hoa hồng xinh không? Đó, set này em bán cho mấy chị 100.000. Set này em thi bán cho mấy chị 100.000 nha mấy chị. Thiệt, bán rất là rẻ luôn á. Mấy chị nên chốt cho em set này nha. Set này sẽ là yếm hoa hồng mấy chị nha. Set yếm hoa hồng. Đó, set yếm này là có hai màu cho mấy chị. Một là màu beo, hai là màu nâu á, màu nâu nha mấy chị. Đó, 100.000. 100.000 mà mấy chị còn lưỡng lự nữa thì thôi luôn mấy chị. Thì thôi luôn, đây nè. Phơm thun coi dạng mặt lên sướng không? Cái beo này em có size tới 90kg nha. Cái beo này em còn size tới 90kg cho nhanh chốt cho em hết hàng luôn nha mấy chị ha. Hết hàng đi ăn Tết mấy chị ơi. 100.000 mấy chị ơi, sale có 200, 260 và sale cho mấy chị 100.000. Quá ư là rẻ luôn, em nói thật. Nó cực kỳ rẻ luôn mấy chị, tranh thủ chốt. Rồi chị nào chốt cho em bộ set beo, chốt set beo kèm số ký nha. Chốt set beo kèm số ký. Size này còn từ 60. Em đang cầm 90kg nè. Từ 70 đến 90kg cho em. Từ 70 đến 90kg cho em còn 1, 2, 3. Còn 4 bộ nha. Còn 4 set beo thôi mấy chị. Tranh thủ chốt giá 100. Giá 100.000 cho beo nha mấy chị. 100.000. Bộ 100.000 cho chị Thương Ngọc. Chị size gì chứ ơi? 72XL. Đây. Bộ 100.000 cho chị Thương Ngọc. XL với chị Thương Ngọc. Cái này em còn size tới 90kg nha. Em còn size tới 90kg. Tranh thủ chốt, tranh thủ chốt 100.000 thôi. Giá rất là ư là êm luôn nha mấy chị. Rất ư ư là rẻ luôn nè. Mấy chị nhìn cái cốt hoa nó xinh chưa? May chắc chắn lắm nha mấy chị. Không có kiểu mà hồi hủng đâu nha. May nước chắc chắn, chốt đi. 70 đến 90kg còn size. 70 đến 90kg còn size. Rồi em lên cho mấy chị beo 70kg. Chị Linh Trần. Linh Trần 100.000. Rồi em còn 3 con từ 70 đến 90kg nha. Nhanh chờ đi, nhanh 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 mấy chị ơi. Nhanh nhanh em qua lên nha. Em nói thiệt, cái này nó xinh quá. Thiệt mấy chị, mỗi người một bộ. Ủng hộ em thi đi mấy chị ơi nè. Rồi em lên cho mấy chị màu nâu à. Màu nâu hơi bị sang đúng không? Cái màu nâu này mấy chị hơi bị trắng da luôn á, hơi bị nhu mì đó, nhẹ nhàng. Nè, chốt cho em màu này là màu nâu. Đó, chốt màu nâu lên cho em 100.000. Chốt lên màu nâu cho em 100.000 cho màu nâu mấy chị. 100.000 cho màu nâu luôn. Em còn size từ nhiêu? Từ 70 đến 90kg, 70 đến 90kg cho đầm nâu mấy chị, cho set nâu. Chốt xếp nâu cho em thi đi nha. Tranh thủ chốt, mai mốt em nghỉ rồi nha. Nghỉ Tết rồi không có chỗ mua đồ Tết nha mấy cháu ơi. Vào đây coi hàng sale với em đi. Tranh thủ chốt bổ nhiều một bộ giúp em. Đây, cái này là màu nâu nha. Sale mấy chị 100.000. Sale mấy chị 100.000. Đổi lại cho chị đi bé, chị lấy màu nâu nha em. Ok chị Thương Ngọc. Ok chị Thương Ngọc, lấy màu nâu XL cho chị Thương Ngọc. Đây, màu nâu XL. Hai màu đi chơi, màu nào cũng xinh. Đây, xả ok, lấy màu nâu lại nha.
Rồi màu nâu, chị nào ưng nâu chốt nâu lên cho em. Cái màu nó ngọt ngào lắm, mấy chị nhìn cái hoa hồng nè, mấy chị thấy chưa? Nhìn thấy cái hoa hồng nó chắc chắn ghê không? Nó chắc chắn cực kỳ luôn, chứ không phải lỏng lẻo như hàng chợ, hàng tiệm ở ngoài đâu. Mấy chị yên tâm cho em, mẫu này em sale cho mấy chị có 100.000. Mua rất đáng đồng tiền luôn nha. Mua rất đáng đồng tiền, mấy chị nhìn cho em từng đường kim mũi chỉ đi. Chắc chắn cực kỳ phơm thun co giãn mà vải vải giống như là vải von lụa vậy. Nha, giống như von lụa mặc lên rất là sướng da nha. Rồi, chốt cho em bộ này 100.000 nha. Chốt giùm em bộ này 100.000. Mấy chị ơi, tag tên bạn bè mình vào. Tag tên bạn bè mình vào mua cho giá rẻ cực kỳ. Ship ship bao 90 kg một bộ với một bộ nâu. Ok chị Thanh Thủy. Ship bao 90 kg. Đợi em nha. Đây một nâu 90 kg. Một bao 90 kg với chị Thanh Thủy, hai bộ là 200.000. Hai bộ chỉ 200.000 thôi, rất rất là rẻ mấy chị. Em nói thiệt, đang mặc gì á bé? Hello chị Vợ Phèo. Em đang mặc cái set set nhung đó chế. Như chế có chưa? Cái set nhung này em mặc nè chị Vợ Phèo. Giá 250.000 nè, set nhung nè chế. Cưng không? Cái set nhung này quá cưng luôn nè. Form của nó là form quần nhung và có lưng thun. Set em đang mặc là 250 với chị Vợ Phèo ơi. Nè. Có cháo quá không ta? Đó. Xinh không? À, cái này là dây ngọc trai set nhung nha. Set này em không giảm nha mấy chế ơi. Cái set này là hàng mới em không có giảm. Có size từ 60 đến 100 kg luôn. Nên cứ ưng là chốt mẫu này cho em. Cái này che bụng hơi tốt nha. Hơi bị tốt mấy chị nhìn nè. Cái form che bụng tốt chưa. Giá set em Thi đang mặc sẽ là set nhung đỏ ngọc trai giá 250.000. Set nhung đỏ ngọc trai giá 250.000 mấy chế. Cân lắm, thiệt tin em. Rẻ hốt luôn hé. XL ok, cảm ơn chị Vợ Phèo. XL con này dạ ok, cảm ơn chị Vợ Phèo. Bộ đó nhiều, bộ 250. Đây rồi, chị nào mới vào không, chưa thấy con set này không, chốt set này cho em Thi được không? Chốt nhanh set này cho em sale cho mấy chị 100.000. Em sale nhanh cho mấy chị 100.000. Mấy chị nhìn cho em cái form đẹp không? Cái form này là form cổ yếm á, cổ yếm nè, thun co giãn mặt lên sướng cực kỳ. Giá 100.000, 200.000 hai bộ đó. Chốt luôn kem bộ beo và bộ này 200 đi mấy chế. Thiệt số lượng ít thôi. Số lượng ít thôi mấy chị nhìn nè. Bộ beo cũng cưng nữa. Cái bộ beo á mấy chị đừng nhìn cảm thấy nó hoàng hoại nha, không hề luôn nha mấy chị, không có. Nhìn rất trắng da và dễ thương. Nay có lên quần thun, có lên quần thun lưng. À có lên quần thun lưng thun không em? Để em chút xíu nha, để em hỏi con bé hôm qua coi có hàng còn không, em lên cho chị được không chị Nhung. Thì đợi em biết xíu ha. Rồi, đây, màu này là màu beo, beo đen nha. 100.000, 100.000 cho set mặt nhà, đi cà phê cà pháo vẫn được. Set mặt nhà 100.000 quá rẻ, quá ư là rẻ luôn, 100.000 nha. 100.000. Rồi, em có màu nâu, hai màu, ưng màu nào chốt màu đó, ưng màu nào chốt màu đó cho em. Đây, cưng không? Quá trời quá đất cưng luôn. Đó, đây là màu nâu. Mua cho con gái mặc cũng xinh nha mấy chị. Mua cho con gái mặc hoặc là hai mẹ con đều mặc. Hả? Hai bộ có 200.000. Quá rẻ luôn, mua để dành mặc cũng được. Đó, giá 200.000 nha, em qua ha. Ủa Quỳnh ơi, hôm qua Út có lên quần lưng thun luôn. Quần thun lưng thun. Quần tay hả chị Nhung? Phải quần tay không? Quần tay lưng thun hả? Tại hôm qua em ốp, em không có biết ở dưới đây Út like cái gì á. Mấy chế ơi, tranh thủ vô mua đồ đi mấy chị. Sắp hết rồi, sắp hết ngày à, sắp Tết rồi, em sắp nghỉ tới nơi rồi nè mấy chị ơi. Tranh thủ mua đi mấy chị, nhanh nhanh lên. Nhanh lên lên để bữa nay nữa nghỉ hả chị? Dạ, bữa nay nữa, Tết tới nữa. Hôm nay, hôm bữa, tới nữa nha chị Trang. Tranh thủ mua đi mấy chị, em sợ kịp á, em sợ ví dụ hàng hóa của mình đổi trả không kịp trước Tết. Nên mấy chị tranh thủ mua bây giờ nè, ví dụ như hàng hóa có chật hay là động gì đó, mấy chị có thể đổi được á. Tranh thủ mua đi mấy chế, những ngày này nè, biết sao không, ship những ngày Tết này á, nó hơi bị hay bị lâu á mấy chị, thiệt. Đó, em kêu mấy chị tranh thủ mua. Em làm khoảng 2 ngày nữa em mới nghỉ Tết mấy chị nha, 2 ngày nữa. 2 ngày nữa nghe, quần lửng nam thun mà vải vừa thôi, đừng nhiều quá.
Dạ như không có chị Nhung Nguyễn ơi, không có, em có quần nam, quần nữ nhiều thôi, quần nam như đã sale hết rồi. À, chị Nguyễn Ngọc Thị Trang ơi, mua đồ đi chế. Mua đồ đi chị. Nè, em sale cho mấy chị cái áo hôm nay 90.000, cái áo 150.000 sale cho mấy chị 90.000. À, quần lưng thun mà vải mỏng thôi á. Quần lưng thun vải mỏng. Quần lưng thun vải mỏng, để em kiếm thử nha, có thì em báo chị liền được không? Em kiếm thử rồi em báo chị liền nha. Quần thun vải mỏng. Tại ti không có ở đây, quần nữ á chị. Chà, tại ti không có ở đây, đợi tí xíu đi. Ví dụ như em ra tí xíu nữa ti nó qua, em kêu ti kiếm quần cho chị Nhung nha, được không? Lát ti chút lay quần. Dạ, chút ti lay quần đi mấy chị. Chút ti khoảng 3 giờ, 3 giờ là ti sẽ lay quần tin. Nên mấy chị canh 3 giờ coi lay tin giùm em nha. Nè, mấy chị ơi, hôm nay em sale cho mấy chị. Ơi, mấy chị đã mua mua quần thì phải có áo nha. Cái áo này sale cho mấy chị 90.000, nhanh tay. Nhanh tay mấy chị ơi. Sale áo 90.000 mấy chị, chốt ngay và liền cho em áo đen 90.000. Tay von thoải mái cực kỳ. Tay von thoải mái cực kỳ luôn, giá có 190.000 thôi. Có 90.000 thôi mấy chị, có thun nè. Thun co giãn mặt hơi bị sướng. Thun co giãn mặt hơi bị đã nha. Giá có 90.000 thôi, tranh thủ chốt cho em áo đen 90.000. Áo đen 90.000 tranh thủ chốt cho em được không mấy chị ơi? Alo. Alo. Ây da. Nè, em lên tiếp. Em lên tiếp cho mấy chị bộ sale chữ V. Bộ mặt nhà này mấy chị nên lấy, em nói thật. Bộ mặt nhà này hiếm có mấy chị nên lấy nha. Cái này em còn size từ 70 đến nhiều. 70 đến 60 đến 60 cho đến 85 kg. Áo nhiêu ký? Dạ áo nó có size chế Lý Thiên ơi, từ 60 đến 90 kg có size. Áo đó từ 60 đến nhiêu, 90 kg có size nha chị. Để em coi còn, khoan để em coi. Áo đó còn tới size 60 đến 90 kg còn size, đúng rồi. Áo em có size từ 60 đến 90 kg, chị yên. Hàng hồi tối đi chưa em? Chị ra thun rồi. Dạ rồi nha chị ra thun ơi. Chị yên đi đâu á bé? Dạ. Chị Út Yên chỉ đi công chuyện tí xíu chút về rồi chế ơi. Áo 85kg một cái. Dạ, 85kg là mặc cái gì? Hay mặc 20. Đúng rồi, áo 90.000. Đây, một cái cho chị Lý Thiên. Đầm nơ đó còn không thi size L. Đầm nơ đỏ còn không thi size L, đầm nơ đỏ. Đầm suông nơ đỏ hay chị? Đầm suông nơ đỏ đúng không chị Nhi Trương? Đầm suông nơ đỏ đúng không? Còn size L nghe, còn size L. Alo, mấy chị ơi, đầm suông. Đầm suông bự không bự? Ừ, không có đây, em Út Yên đi mua hộp xoàn rồi chị ơi. Dạ. Alo, chị Nhi Trương ơi, cái đầm nơ phơm suông hôm qua em thi mặt đúng không? Đây đây. Đúng rồi, lúc này đúng cái này không chế Nhi ơi. Cái này em còn size L nha, chị cứ báo số ký lên em lấy cho. Áo đầm đó giá 280, đầm nơ 280 chị Nhi. Rồi. Còn ai mua áo nữa không mấy chế? Còn ai mua áo đen 90.000 nữa không? Chốt liền cho em đi. Số lượng ít lắm mấy chị, tranh thủ chốt đi nghe, em nói thật. Tranh thủ chốt cho em đi để còn kịp á hả? Ví dụ như á hả, nhận hàng rồi mua thêm hàng mấy chị. Nè. Mấy chị nhìn nó form áo cưng không? Thiệt luôn á, nó xinh giả mang luôn á, xinh giả mang con ngang, giá 90.000 thôi. Giá 90.000 cho con áo này. Chốt áo kim. Không. Sạch. Sắc nách sale. À dạ con, dạ con. Sắc nách sale dạ con. Ủa nó đâu rồi? Nè nè, áo đỏ sắc nách. Cái đầm đó. Đầm đầm này chế. Con chị. Còn size L hả? Để em coi. Ủa đâu rồi? Đầm này đúng không chế? Nè. Đầm này sale mấy chị 150.000. Đây. Đây đầm này sale cho mấy chị 150.000 mặc mùng 1 Tết nha, may mắn cả năm. Mặc mùng 1 Tết may mắn cả năm 150. 150.000, 60 đến 90 kg đó. 60 đến 90 kg nha mấy chị ơi. 60 đến 90 kg còn size nha. Tranh thủ đi mấy chị, hết size. 60 đến 90 kg còn size, chị Nhi Trương lấy báo em nha. Chị Nhi Trương mà lấy là báo em nha. Chị Nhi Trương bao nhiêu ký vậy? Chị Nhi Trương bao nhiêu ký? 70. 70 ký được. Ok. Chị đây.
Đầm này giá là 150.000, mặc lên hơi bị đẹp. Đầm này giá 120.000 này, chị nào chưa thấy cái đầm này hàng sale không, chốt cho em đi. 280 sale 150. 280 và sale hôm nay cho mấy chị là 150.000. Và form này sẽ là form dài qua gối nha. Em thi cao 1m62, nó dài qua gối em luôn. Và giá có 150.000 thôi nè. Giá có 150.000 thôi mấy chị. Chịu khó mua liền cho em nè cái form. Cái form đầm xinh chưa? Form đầm chữ A nha, làm cái eo mình nhỏ và hông mình to. Giá 150.000. Nhi Chương size L. Chị Nhi Chương ơi, em lấy XL nha. Tại form này á là form ôm đó chị, không có lưng thun nên sẽ lấy XL chị nha, 70kg. Ok. Chị Nhi Chương ơi, nè, chị Nhi Chương 150.000. Đó. Cái chị ơi, cái này tại vì á cái form này á chị Nhi Chương nó không có lưng thun co giãn ở phía sau nên sẽ lấy size 70kg của chị là size XL nha. À, XL cho mặt thoải mái không sẽ bị kích á, bị kích cái phần ngực nè. Mà còn L không, hết L rồi. Đó, ok không chế, ok không? Rồi, em lên tiếp hàng sale mặt nhà được không? Em lên tiếp độ set mặt nhà cho mấy chị. Hôm nay set này sale cho mấy chị là 150.000. Sale cho mấy chị 68kg à. Như Trường ơi, vậy em hết size L rồi. Vậy là để em coi còn size L. Vậy em có hết size L rồi chứ ơi. Em hết size L rồi chứ Nhi ơi. Để kiểm tra lại lần nữa. Hết size L rồi nha chị, còn XL thôi. Em chỉ còn XL và 2XL thôi. 2XL chứ, còn XL thôi nha. Chế ơn người chú báo em ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị set này. Set chữ V này bao nhiêu chị trong ngóng hàng sale. Giá 150.000 nha. Nhanh tay nha mấy chị. Hello, hello cô Trang Nguyễn. Hello cô Trang. Mua đồ đi cô Trang ơi. Có thể chia sẻ hoặc tắt tên bạn bè vô được không cô Trang? Đây mấy chị, set chữ V sale cho mấy chị là 150.000. Set chữ V, cái này là quần. Xem áo vú bình thường. Xem áo vú. Áo vú bình thường, áo vú bình thường. Áo vú bình thường. Đây, đây đây đây. Dạ cô mặc size nhiêu vậy cô, để con lấy cho cô coi được không? Tại vì Út Yên biết size của cô rồi, con không biết, cô cứ báo size lên cho con thì con lấy cho cô coi nha. Nè, cái bộ này em sale cho mấy chị 150.000 mà mấy chị không lấy mấy chị sẽ tiếc á. Em nói thiệt. Cái form mặc lên rất rất là xinh, rất rất là xinh. Em thi lúc mà cầm cái bộ đồ này chụp hình à, thấy nó bình thường lắm, khi mà mặc lên nhìn rất là trắng da và sang luôn nha. Set này á em sẽ sale cho mấy chị là 150.000. 260 và sale hôm nay là 150.000 mấy chị ơi. Sale hôm nay là 150.000. Em còn size từ 70 nè. Không, từ 60 đến 70 à, 90 kg. 60 đến 80 kg mấy chị ơi. 60 đến 80 kg chốt cho em cái hàng à, mặc đồ mặc nhà chữ V, set chữ V em thun lạnh coi giãn mặc lên rất sướng nha. Thun lạnh mặc lên coi giãn rất là sướng. Giá cái set này sẽ là 150. Giá set em đang cầm sẽ là 150.000 mấy chị, tranh thủ chốt đơn đi mấy chế, nghỉ nha, nghỉ Tết đó nha. Tranh thủ chốt đơn, đừng suy nghĩ gì nữa, em nghỉ Tết đó nha. Em nghỉ Tết đó. Nè, cái form quần chính tất mấy chị nhìn em đi. Cái form quần chính tất xinh chưa? Set V. V 85kg hả chị? Size 42 nha chưa Trang Nguyễn kìa. Size áo ngực size 42. Dạ. Con không biết bình thường thế nào, giờ con lấy hết nguyên bao luôn, cô coi thế nào được cô lấy nha. Lý Thiên 85kg để mà còn size không. Rồi. Cho chị bồ chữ V 80kg Tuyết Nguyễn. Dạ ok chị. Nè, Tuyết Nguyễn 80kg nè. Set Lý Thiên 85kg. Vú. Đây áo vú. Trong giữ như trong sáu. Áo vú. Đéo V 85kg Như Trường 85kg. Của Tuyết Nguyễn Duy In rồi đó. Kìa, Duy In rồi kìa. Đó. Dạ ok chị Lý Thiên. 150. 150.000. Nè, của chị gì nè? Chị Lý Thiên nè. Lý Thiên nha cưng. Lý Thiên. Nghỉ đâu nghỉ mẹ đi, chị mua đồ ăn thi. Dạ.
cho chị 80 kg. Chị Tuyên Nguyễn rồi phải không? Chị Ngư Trương em hết ít L rồi, chị Ngư Trương ơi. Em hết ít L rồi, chế Ngư Trương ơi. Em thiệt á, cái set này 60 đến 75 kg dừa thôi, 60 đến 75 kg là dừa thôi, mà số lượng còn 3 bộ à. Số lượng còn 3 bộ thôi. Mấy chị ơi mua đi mấy chị, 70 chứ chữ V 85 kg. Chữ V em hết 85 kg rồi mấy chị, còn size 75 kg thôi. 60 đến 75 kg vừa ha. Trời ơi, thiệt sự là mấy chị ơi, cái bộ này biết bao nhiêu chị trông ngóng luôn, em hết size rồi. Chỉ còn size từ 60 đến 75 kg. 60 đến 75 kg chị nào đúng số ký là mơn chốt cho em, xinh dữ lắm luôn. Thiệt, vải thun coi dẻn mấy chị. Em tâm đắc lắm nha mấy chị, em tâm đắc cái phần chỗ này nè. Cái lưng thun á, nó định hình là hết cho mấy chị luôn. Mấy chị mặc nó không sợ bị lựng ra lựng vào nha, thiệt. Nè, form rất là đẹp luôn, thun lạnh coi giãn. 60 đến 75 kg vừa cho em con này, giá 150 chốt nha. Chốt cho em bộ chữ V 150 nha. Thiệt, nhanh đi mấy chị, nghỉ Tết tới nơi rồi. Nhanh đi mấy chị ơi. Bộ chữ V còn 60 đến 70 thôi, 73 kg vừa đi mấy chị, tại em sợ bị kích cái bụng. Quần á, quần nó bị kích, áo thì nó không kích thôi, quần sẽ bị kích. Rồi em lên áo vuốt mấy chị. Áo nào em gửi chết tôi chứ nguyên nguyên đâu. Đây áo vú bình thường đây mấy chị. Không có size 40, size 42. Đợi con tí xíu nha cô Trang. Đợi con tí xíu con kiếm nè. 42 đâu trời. Nó không có 42. Có nguyên một bao size 42 nè. Ừ. Ở đâu? Chấm tuột. À chấm tuột hả? Con này 42. Kiếm phụ chị 42 mấy mình. Là 8 4 chú lấy hình con cái băng kia nhưng mà quần áo với size 42 đâu. Đây size 42 nè cô ơi. Đây con có hai màu 42 màu đen không? 42 có rộng. Cái này không. Đây cô ơi, cái này là không rộng. Con có cô Trang ơi. Alo, cô còn đây không? 42 không? Đây 42, con có hai màu cô Trang ơi. Chốt con 150 đúng không? 150 ngàn thôi, 150 đồng. Đây em có hai màu mấy chị ơi. Áo ngực có hai màu, đây là màu da nha. Áo đụng, áo ngực bình thường đó, áo ngực bình thường. Size 42 của cô đây màu da nha, màu nu dễ mang dễ mặc lắm nè. Và có màu hồng luôn. Đó, cô chốt màu nào cô lấy đi, cô lấy màu nào? Cô lấy màu nào hay lấy hai cái. 150 cái nha mấy chị. Áo ngực 150 nha mấy chị, có size từ 38 đến 42. 38 đến 42 tranh thủ chốt cho em. Áo ngực giá là 150 ngàn. Đây 42 màu da. Đẹp không? 42 màu da. Lót mút nhẹ ha mấy chị, lót mút nhẹ thôi. Giá là 150 ngàn. Đó hai màu nha. Đây sẽ là màu màu với màu ruốc chị em chị, hồng ruốc. Mà màu nhạt lắm, dễ mặc đồ lắm, dễ phối, không thấy gì trơn, cũng tiệp với màu da luôn. Cũng tiệp với màu da, còn này là màu da người luôn. Đó, giá áo ngực 150 ngàn. Đó, 150 ngàn nha. Đây mấy chị, em có con áo ngực này nè, size 42 luôn. Nhưng mà không có rộng ha, mặc ở nhà cực sướng luôn. Áo này không rộng nè, áo này không rộng, mặc lên rất là sướng nha mấy chị. Firm, rất là chuẩn luôn. Cái vòng, cái trái á, chữ D là cái trái á. Giá 150 ngàn nha. Rồi qua đi không ai mua. Ủa cô Trang đâu rồi? Alo. Để hai cái này cho cô đi. Cô Trang ơi, ơi. Đây mấy chị ơi, em có cái đầm bông hồi sáng em mới mặc. Thằng Thi em Thi mới mặc hồi sáng nay luôn. Giá đầm bông này sale cho mấy chị 150 ngàn thôi. Sale cho mấy chị 150 ngàn cho cái áo hoa nhí này. Đó, áo hoa nhí này em có size từ 60, ô lộn, từ 70 đến 85kg. Từ 70 đến 83, 55kg nha. Đó, ưng chốt cho em mẫu đầm này. Hồi sáng em Thi mặc cực kỳ sang và dễ thương lắm. Chị nào có ý định Tết nay đi du lịch đó, đi Đà Nẵng, Hội An hay là Đà Lạt rồi đó, mua cái đầm này cho em. Đội một cái nón cối, một đôi dép bệt thôi cũng xinh nữa. Giá 150, em nói thiệt, phong xinh cực kỳ. Form rất là xinh luôn, em chỉ còn một size duy nhất từ 70 đến 83, 85 kg vừa.
70 đến 80 tấm 35 phía vừa nha mấy chị. Form ở phía sau có lưng thun co giãn nè. Form ở phía sau có lưng thun co giãn, mặc lên rất là sướng nha. Giá đầm hoa nhí 150. Alo. Alo, chữ alo không ạ? À? Hôm nay nói chuyện mình hết trơn rồi. Alo mấy chị. Mấy chị đâu hết trơn rồi. Ở đâu mấy chị, em mới ngưng khoảng 3 giây để bán không ngực mấy chị đi hết trơn luôn rồi. Nè, áo hoa nhí sale cho chị 150 mà không mua hả? Áo hoa nhí thì mặc rất sang nha. Thiệt, mặc rất rất là cưng luôn. Mấy chị nhìn trên cái phơm áo nè, cái bông nè cưng không? Cái họa tiết bông xinh chưa? Nó làm mình nó hãy nhã nhặn nhu mì lắm luôn. Giá 150 đó. Đầm hoa nhí 70 đến 85 kg 150 nha. 150 nha. Rồi em lên tiếp mấy chị ơi. Em lên tiếp đi vậy. Ủa mấy chị ơi đi đâu hết rồi. Alo. Nè em có set này nè. Em có set này nè. Cái này có size cho mấy chị tới 90 kg luôn nha. Trời ơi em tức ghê, set này đẹp quá mấy chị không ai chốt hả? Cái set này nó quá đẹp luôn mà mấy chị không ai chốt cho em. Cái set này em sell cho mấy chị có 150 ngàn thôi. Set này em sell cho mấy chị chỉ 150 ngàn mấy chị firm. Đẹp quá chừng à. Đẹp quá chừng quá đắt. Đó. Xinh không? Quá xinh luôn đúng không? Xinh chưa? Giá 150 ngàn cho set này. Set này kiểu giống như là set nó hả công sở. Mấy chị nhìn em cái firm set đi. Cái này là ren đen chạy hết nguyên cái áo luôn. Cái firm này là firm. Cái túi này là túi giả mấy chị. Firm tay phòng. Và kèm cho mấy chị là cái quần đùi nè. Kèm cho mấy chị là cái quần đùi. Và set này em sell cho mấy chị 150 và có size cho đến tới 90 kg. Đó. Set 73 kg cho chị Lenny. Hú hồn còn size. Lên đầm đi con. Dạ cô Khanh. 150 nghe. Con lên đầm nha. Con lên đầm cho cô nha. Cô đợi con tí xíu được không? Rồi con lên hai cái bộ này xong rồi con lên cho cô cái đầm nha. Để con mặc đầm cho cô thử nha. Dạ. Lên quần jean nam hàng Quảng Châu đi. Xíu nữa tầm 3 giờ 4 giờ tụi em lên jean nha chị. Chị ơi khoảng 3 giờ rưỡi nữa em sẽ lên quần jean được không? Hẹn chị dùm thùy lúc 3 giờ rưỡi được không chứ? 3 giờ rưỡi em lên jean nha, ok không? Lên jean ha. Rồi set này quá xinh quá đẹp, chốt ngay và liền cho em giá 150. Trời ơi làm ơn chốt set này cho em tâm đắc lắm luôn. Em còn nói dốt á, set này mà sale chắc một nốt nhạc. Hú hồn thiệt chứ. Lên sale không ai mua nha các bạn. Hú hồn thiệt chứ. Trời ơi em tức á. Set này rất là xinh, làm ơn chốt cho em rất xinh. Dạ. Cô Trang ơi, ủa cô Trang đi đâu vậy cô? Nè hai áo của cô. Hai áo của cô size 42, lấy 250 ngàn, hai cái 300. Đó. Bé Quỳnh nó mừng lắm đó cô, thấy cô ơi cô Trang kìa. Cô Trang ơi, chốt nha. Đây là con còn hai màu thôi nha. Con chỉ còn hai màu, màu da với lại màu hồng này là màu hồng giống cũng giống da luôn, hồng nuốt nó tiệp với màu da lắm. Tiệp với màu da lắm luôn. Nè. Đó. 150 ngàn áo vú bình thường nha. Không có chống tuột. Đó cô Trang ơi. Trả lời cho con. Rồi 41 40 hốt. Ủa 40 hốt là sao? 40 chứ phải 42 à? Ủa sao cô nói 42 vậy? Xỉu nha. Cô đừng như vậy được không? Dẫn áo dài rồi đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị Lan Nguyễn nhiều nha. Chị Lan Nguyễn thí dụ có bạn bè rồi đó chị á hả, tác tên vô mua đồ bên em nha. Ok ha. Dạ ok để con lấy cho cô xe 40 nha. 40 là con tự chốt luôn nha. Con tự chốt, con tự đưa đơn luôn. Áo ngực đồ mặc thích lắm con. Dạ con cảm ơn cô Khanh. Rồi em qua nha. Bây giờ em lên đầm cho cô Khanh nè. Lên đầm đỏ nha mấy chị. Nhìn trên cái form này sale 150. Ủa hai cái 40 42 động. Dạ ok. Ok cô Trang Nguyễn. Rồi ok bây giờ 150 không ai mua đúng không ạ? 150 không ai mua. Em dẹp nha. Em dẹp. Chưa biết sao giờ. Rồi em lên đầm. Đợi em xíu em lên đầm cho. Cô Khanh đợi con đi con. Nè nè, cái set này trước khi thay cái set lên đầm lên đầm thì em khoe cái set này một cái. Áo có 90 kg không em? Có áo 90 kg. Còn set nào nữa không em? Chờ chị Thi My, còn nhiều set lắm chế. Ngồi ở đây với em nha. Em sẽ lên từ từ nghe. Em sẽ lên từ từ với chị. Nguyễn Hiền có áo 90 kg không em? Dạ. Áo 90 kg đợi em tí xíu nha. Hồi sáng em có áo 90 kg, bây giờ biết còn không?
thiệt sự là áo 90kg đến 100kg nó hơi hiếm mấy thế. Thiệt. Hết rồi, hết áo 90kg rồi. Hết áo 90kg rồi nha. Dạ, cái set hồi nãy em mới vừa lên là có 90kg nha chị Nguyễn Hiền. Set con quay sau lưng cô coi thì dạ ok cô. Đây. Cái này con mặc hơi rộng đó. Cái form thun co giãn mà có đường dây kéo cả eo và cả ngực luôn, không sợ bị chích eo. Đó, set này giá 250. Set con đang mặc là 250 nha cô Khanh. Nè, form của nó là form nhung hai dây mặt linh cưng á. Form quần cũng là nhung luôn, quần cũng là nhung luôn nha mấy chị. Form thun co giãn giá 250 nha. Con có hai màu nha cô Khanh. Cái này là màu đỏ và có màu xanh nhung, màu xanh lá luôn. Đó. Có nhung xanh lá luôn, giá 250 nha. Có hai màu này. Đó. Cô Khanh ơi, lộn, cô chị Trang ơi. Cô Trang ơi. Đây. Hai màu này 40 nha cô Trang. Cô Trang còn ở đây không vậy? 40, áo vú bình thường. À, đây, cô Trang ơi. Con lấy màu đen với màu da cho cô nha, được không? Màu đen với màu da size 40. Đó, hai áo 300 ngàn. Đó, rồi chốt cho cô